Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhà đẹp của Đà Nẵng TV. Thưa quý vị, nãy giờ thì Khoa Nhi đang đứng ngắm công trình của kiến trúc sư Phan Lê Hạnh Phúc, một công trình nhà phố hướng Tây nhưng có giải pháp chống nắng, chống nóng khá hiệu quả. Và bây giờ thì đã đến giờ Khoa Nhi đã hẹn gặp kiến trúc sư rồi, không biết kiến trúc sư Phan Lê Hạnh Phúc ở đâu rồi nhỉ? Chúng ta hãy cùng theo chân Khoa Nhi nào. Chào chị Nhi. À rồi, chào Phúc. Nãy giờ thì chị đứng đây này ngắm công trình của do em thiết kế đây mà cũng có nhiều thắc mắc lắm, không biết là gặp Phúc đây rồi thì Phúc có thể giải thích cho khán giả được biết không? À, nhìn bề ngoài mặt tiền thì cũng không hiểu lắm vì sao mà có cái mảng bê tông mà dài như thế. Đây là một ngôi nhà có mặt tiền hướng chính tây luôn. Thì đây sẽ là một trong những giải pháp mà Phúc xử lý để cho nó hạn chế cái nguồn ánh sáng và năng lượng nóng nó vào trực tiếp vào ngôi nhà. Thì để biết rõ hơn vì sao ý đồ của Phúc như vậy thì mời chị đi vào trong nhà để mình có thể hiểu rõ hơn về ý đồ này. Wow, đây là khoảng sân trước nhà đúng không Phúc? Dạ đúng rồi ạ. Đây là lối vào cho xe ô tô và gara nên sẽ hạn chế về diện tích về sân vườn. Thì đây là một trong những giải pháp để đưa cái vườn cây lên cao, đưa vào nó trên tường hoặc rào. Toàn bộ bức tường này được ốp đá tổ ong tạo một vẻ nước thiên nhiên kết hợp với cái cây xanh. Nhìn vào thì không bị bức bí và vẫn tạo được cái cảm giác mát và thông thoáng, đặc biệt là cái độ an toàn rất là cao. Toàn bộ cái tầng 1 của nhà này là dùng để làm cho gara ô tô hết, nên phòng khách và bếp được đưa lên trên tầng 2. Mới nhìn qua thì rất là bắt mắt, rất là xinh. Toàn bộ kiến trúc này là lối nội thất phong cách tân cổ điển, chị, kết hợp giữa một cái cổ điển và hiện đại. Có nghĩa là bếp và phòng khách không gian thông nhau luôn đó. Phòng khách thông nhau, tạo một cái không gian nó rộng rãi hơn. Phía sau mình vẫn bố trí một cái ô giếng trời để mà thông điều hòa không khí. Để làm cho cái bếp mình không bị bí đúng không? Dạ vâng. Thoạt nhìn qua thì ngôi nhà này thiên về tông chủ đạo là trắng xám xanh đúng không Phúc? Dạ đúng ạ. Từ bộ xà lông nè, tường trần thì mình có lên được cái vẻ rất là thanh thoát. Thì đối với nội thất của nhà này thì em sử dụng cái biện pháp là tân cổ điển, số cái chi tiết được phối giữa cổ điển và hiện đại. Tông màu sắc chủ đạo thì đối với màu sắc tường trần thì chuyển sang màu trắng và xám, đơn sắc và tạo cái điểm nhấn cho những cái vật liệu nội thất. Như mà chị thấy bộ sofa này với vật liệu bằng nhung thì nó màu xanh để nó tạo một điểm nhấn trong cái phòng khách này. Đối với vật liệu gỗ thì em sử dụng màu vật liệu gỗ màu tối sẫm, nó sẽ làm nổi bật cái không gian vách tủ TV này trên cái nền tường màu trắng xám. Trần thì mình làm thạch cao hết đúng không? Dạ đúng ạ. Thì toàn bộ trần thì em thiết kế nó tối giản nhất có thể, một mảng trần phẳng. Việc làm trần phẳng nó sẽ tạo một không gian rộng rãi hơn trong ngôi nhà này. Toàn bộ ánh sáng thì sử dụng ánh sáng vàng, đèn COB LED thì tạo một cái ánh sáng tủ nó có mang tính chất độ tương phản cao, giúp cho đồ nội thất của mình nhìn có vẻ nó nổi bật hơn. Còn đây là không gian là bếp với bàn ăn. Toàn bộ cái khối bếp này cũng đều sử dụng là tông màu xám đậm để làm những cái khối bếp này lên. Vật liệu là bằng acrylic, vật liệu nó sáng bóng, giúp cho tăng cái độ sang trọng của ngôi nhà và đẳng cấp của nhà này. Tủ bếp này thì mình làm bằng vật liệu gì Phúc ạ? Đây là loại ván gỗ công nghiệp MDF và cán acrylic. Chị có thể thấy độ sáng bóng của vật liệu. Và cái độ bền của cái loại gỗ này. Cái này thì rất là bền ạ. Dạ, đây là một trong những vật liệu rất là hiện đại bây giờ. Toàn bộ mặt đá thì làm bằng đá solid surface. Toàn bộ này là một khối đá không có vết nối. Và mình có thể bo cạnh được. Đây là một trong những vật liệu đá hoặc bếp cao cấp nhất hiện đối với thời buổi hiện tại. Thì thấy có một điểm nhấn ngay chỗ này là gạch men. Dạ vâng. Khá là bắt đây mắt. Là một trong những chi tiết mà tạo nên sự tân cổ điển. Họa tiết nó rất là hoài cổ, kết hợp với sàn gỗ hiện đại. Đây là một cái giải pháp rất là hay là mình trang trí nhà nó về mặt công năng thì khu vực này lại tiếp xúc với nước nhiều. Nên mình sẽ sử dụng là vật này nó bền độ bền hơn. Đây là một hệ thống cửa giếng trời phía sau. Em bố trí bên này dùng để nhiệm vụ nó có vừa lấy sáng được cho khu bếp mà vừa có tác nhận là điều hòa không khí cho toàn bộ ngôi nhà này. Phía sau này thì em dùng những gạch bông gió để một vừa lấy gió vừa lấy sáng cho từ cái không gian phía sau này. Thì mùa hè thì mình cũng lấy gió mùa hè mở cửa thì nó sẽ rất là mát. Không cần sử dụng điều hòa.
Bây giờ chúng ta ra ngoài sân vườn nhé. Thì thấy cái sân vườn rất là đẹp. Đây chính là câu trả lời cho cái giải pháp mà xử lý chắn nắng bằng mảng bê tông của em mà chị có câu hỏi ban lúc ban đầu chương trình. Thì ở ngoài chị đứng và ngắm mãi không hiểu được cái bức tường bê tông đó là như thế nào đằng sau đúng không? Dạ, em bố trí đây là một cái mảng tường đứng. Đây là một trong những cái giải pháp về mặt cây xanh rất là hiệu quả đối với không gian vừa và hẹp hướng chính tây. Thì em dùng mảng bê tông lớn để chắn toàn bộ ánh nắng mặt trời trực tiếp vào buổi chiều, giảm được cái lượng nhiệt rất là lớn vào phòng trực tiếp vào phòng khách công trình. Và khi đó thì trong song song là em mở hai cái hướng bắc và nam này để đón gió hướng bắc, giúp lưu thông không khí nó tốt hơn và giúp cho ngôi nhà nó thoáng mát hơn. Đây là hệ thống vườn đứng, thì toàn bộ cái này bằng những cái khay nhựa người ta sẽ liên kết lên cái mảng tường đứng của mình, và đó mình sẽ trồng những mảng cây tạo một cái mảng xanh không thua khác gì một cái khu vườn nhỏ ở trên khu vực này. Thì toàn bộ hệ thống này bằng tưới bằng tự động hết. Có những cái ống nhỏ để cấp nước cho từng chậu này. Do cái mảng tường này nó không được hứng nhiều ánh sáng nên toàn bộ cây xanh mình lựa chọn ở đây là những cái cây mà chỉ chịu được ánh sáng yếu. Mình sống tốt trong nhà. Bây giờ thì em dắt chị Nhi lên trên lầu 3 ha. Thì em bố trí phòng ngủ bố mẹ và phòng ngủ con ở trên lầu 3. Mời chị Nhi đi. Đây là phòng ngủ của em bé, phòng ngủ con. Thì tông màu chủ đạo của phòng ngủ con vẫn là màu trắng. Nó thể hiện gì đó, sự gì đó, nó tinh khôi. Và thì phòng trẻ con thì cho nên mình thiết kế, mình tạo cái ánh sáng cũng như không nhiều ô cửa sổ này. Thì ngôi phòng này vẫn sử dụng tông màu chủ đạo của ngôi nhà, nhưng toàn bộ đồ nội thất thì đều là màu trắng hết. Thì cái ngôi phòng này em lấy sáng từ những hướng bắc và nam. Dạ đúng rồi. Hướng tây thì mình vẫn đây che trắng. Đây là mảng tường này chính hướng tây là vẫn được che trắng. Mà không biết là cái ô cửa này là như thế nào đây ha. Cái này mình lấy gió vào đây. Mời chị Nhi vào tham quan phòng ngủ bố mẹ. Cũng là màu trắng chủ đạo. Dạ vâng ạ. Đồ nội thất vẫn sử dụng những màu sắc nhẹ nhàng, nó hơi hướng nữ tính đối với chủ nhà một chút. Trong không gian này thì em bố trí luôn là khu vực phòng thay đồ và phòng tắm nằm nó trong không gian. Và hướng ra cái không gian giếng trời ở phía sau để lấy sáng và tạo được cái view ngoài. Không gian phòng tắm này toàn bộ là không gian mở hết. Đây là một thiết kế rất là hay. Ở trong phòng tắm này thì ẩm thấp thì không biết mình làm cái vật liệu gỗ này. Toàn bộ cái đồ nội thất gỗ này đều làm bằng ván MDF chống ẩm hết. Đó là không gian phòng tắm đều là tiếp xúc trực tiếp với không gian giếng trời phía sau. Chỉ có thể mở cửa được nên nó sẽ không gây nên cái việc hiện tượng ẩm mốc trong cái phòng tắm này. Lấy gió lấy nắng từ trực tiếp vào luôn đúng không? Đúng rồi. Có một cái đặc biệt là nền này. Mình đi mình không bị trơn trượt này. Đây là loại nền gạch bông, nó hơi hướng retro một chút. Nó tạo một cái làm nên đông thêm cái tính chất tân cổ điển cho cái công trình này. Ở đây mình cũng có thiết kế cái cửa lùa này đúng không? Đây là một trong những cái phong cách không gian phòng tắm mở, là một trong những cái kiến trúc hiện đại. Có nghĩa là mình nằm đây mình thư giãn nhưng mà vẫn nhìn thấy được. Dạ đúng rồi, mình có thể ngắm được cái cảnh quan bên ngoài. Ở đây mình cũng tạo điểm nhấn là một cái cây trang trí trong phòng tắm để tạo không gian xanh. Dạ vâng, đây là một trong những ý đồ thiết kế của em. Chị có thể thấy em khoét một cái lỗ trên cái tủ kệ đá level 4. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nãy giờ thì chúng ta đã đi tham quan xong công trình của kiến trúc sư Phan Lê Hạnh Phúc. Và xin được cảm ơn kiến trúc sư Phan Lê Hạnh Phúc của công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Bảo Phan đã tư vấn hỗ trợ cho chương trình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần cẩm nang. Hầu hết các ngôi nhà sẽ có một vài phòng trong góc ảm đạm, nhưng không có nghĩa là bạn sẽ phải sống hoàn toàn trong bóng tối. Để chiếu sáng một ngôi nhà không có ánh sáng mà không cần sử dụng đèn chiếu sáng, hãy sử dụng kết hợp của những ý tưởng sáng tạo sau đây để tận hưởng không gian cải thiện ánh sáng tự nhiên giống như ban ngày. Chọn cửa bằng kính. Một trong những cách hiệu quả nhất để ánh sáng tự nhiên vào nhà của bạn là sử dụng cửa ra vào bằng kính. Thêm một cửa sổ mới hoặc tăng kích thước của nó thường đòi hỏi việc xây dựng khó khăn hơn, nhưng bạn có thể cải tạo dễ dàng hơn khi thay thế cửa ra vào bên ngoài bằng kính. Sử dụng các cửa sổ và bán cửa sổ. Các cửa sổ phía trên cửa sổ, hay còn gọi là cửa chớp, và các bán cửa sổ bên ngoài cửa ra vào giúp tăng gấp đôi khẩu độ và tối đa hóa lượng ánh sáng di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Thông qua kính tường bếp,
Không thể để che mất view nhìn không gian nội thất có giá trị bằng cách thay thế tủ bếp của bạn treo tường với một cửa sổ truyền thống. Thay vì theo cách thông thường đó, hãy sử dụng một cửa sổ hình dạng khác theo khổ tường kính ốp bếp của bạn. Ánh sáng tự nhiên sẽ chiếu sáng bàn của bạn và cung cấp nguồn sáng quan trọng cho nấu ăn. Cài đặt cửa sổ thông gió. Chúng ta không thể xuyên thủng một bức tường rào ngăn nhà chỉ để có cửa sổ ở ngang tầm mắt, nhưng cửa sổ thông gió có thể có hiệu quả ánh sáng như nhau trong nội thất. Chúng cũng đặc biệt hiệu quả trong việc để ánh sáng vào trong các phòng hẹp. Chọn loại sơn trắng có bóng. Mặc dù đây là mẹo đầu tiên trong thiết kế, nhưng bạn chọn loại sơn bóng càng tốt, nó sẽ càng làm ánh sáng lan rộng khắp căn nhà của bạn. Tạo độ bóng sàn. Sàn nhà có độ bóng cao sẽ làm ánh sáng bừng lên xung quanh căn phòng. Nó có thể đơn giản như sơn đánh bóng mặt sàn nhà của bạn bằng một lớp hoàn thiện, hoặc bạn có thể sử dụng mạnh mẽ hơn là dùng sơn sàn công nghiệp epoxy cao cấp. Tạo một sân trong. Một khoảng sân trung tâm ngôi nhà có thể đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà của bạn từ bên trong, nhưng không gian trong nhà và ngoài trời yên tĩnh này được bao quanh bởi cửa sổ kính hoặc cửa trượt bằng kính để bao phủ ánh sáng từ sân trong các phòng liền kề. Thưa quý vị, phần cẩm nang vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhà đẹp của Đà Nẵng TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.